việc cá nữa. Giữ không? Cá gì giữ không? Không giữ rồi ba ơi. Nè. Ê, giữ không? Cái gì? Cá sao nhiều ngọt vậy? Không hiểu ngọt hả? Cái cờ cá chẳng hả? Ê, đừng cái cá đó, chưa không á. Cá mì dinh á. Ừ, con bỏ. Lấy cá điều hồng cho nó. Với cá này là cá xác không? À, không đủ một cái cá ăn nè. Này, đang ăn cơm đụng. Đụng đâu ăn đó. Trời ơi bạn. Ông đi ra thấy thấy đặng hai đúng còn nhậu không? Không. Đấy vậy. Nãy mới kêu tôi nhậu tôi bỏ tôi chạy về luôn. Tôi thấy nhậu ăn ăn cơm mồi đặc sản. Dưới ghẹ mà. Dễ mà. Đang nhậu với ai? Nhậu với nào hay là? Để nhậu với Hường. Ừ. Kiên. Cứ cá. Ừ. Cơm. Dĩa cá này cho nó không? Muốn ăn không? Ăn không? Ê. Nói gì được à? Bông súng. Dạ. Ra đây ăn ké luôn. Ăn ké hết mà. Ừ. Ăn ké vô lâm luôn. Ừ. Mở má. Cha mở đi. Mở rồi má. Bỏ vô đây nha. Ừ. Cứ bỏ lỡ đi. Rồi ngay luôn nha. Ừ. Được chưa? Rồi. Rồi. Lão đi mở nghe mấy bạn. Lâu quá ăn con chua à, ngon rồi. Mở nghe. Vừa nấu liền, múc cho ẩm. Nó rồi. Ừ, muốn vô cổng cho nhà trong ăn. Đi là mày có dứt dưa riêng đâu chạy vô trong nhà mẹ nó. Nó quá không đâu bỏ được hả? Nó nét đèn. Ngon. Mời cúng một tùng nữa nè. Nó nét bạn. Ừ. Cúng cái gì? Cúng nhỏ hay gì? Không có ai đâu á. Ừ. Mơ tôi đi đám nữa. Tùng đâu, tùng đâu à? Tùng đám gỗ. Tùng nào? Tùng à... ra đi đám gỗ nữa rồi. Dẫn như người đám gỗ à? Rồi. Tôi rượu pha ăn đi. Dữ Lan hả? Sao quen như tụi bạn nữa? Thánh thành vô trời. Đám tôi đám cưới thằng Nhi, đám cưới thằng nhỏ vừa ông Lan đi chân chăm nha mấy bạn. Ừ, giỏi quá ta. Vậy mời chở nha chị Tư ha. Ba má nói đi ngày nay à uống được dọn. Chị Tư đi nghe tôi đi xe tại bà xuống bà ngồi trước. Mời ai giữ đây chứ đi ghi nha chứ đi mình đi ai. Ừ. Bà mới với con bà ăn bữa cơm cho nó ăn cơm ngon à. Con ngon hết trời ngon nhớ mấy bạn. Bát cơm nhớ kìa. Nó tính mà tôi đi đó mà. Ba con có mộng. Ba bún đâu hả? Bát cơm. Dữ hả? Ăn cơm ngon. Mẹ con chỉ ngắn rồi nha. Chan canh không? Anh chan canh đó không? Đừng có lấy thịt nó, đừng có lấy thịt nó. Canh thôi. Canh thôi nè. Ừ, cái nước rồi. 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 Mẹ ăn đi mất rồi lên lên tivi. Vậy miếng nhỏ nha mấy bạn. Có thằng Sương kìa. Mấy trứng gì mà trứng ăn luôn đi. Ừ. Ăn gọi mẹ vô kịp cắt ăn Sương nha. Ừ. Ăn Sương. Hỏi có trứng mà. Ừ. Này cho cắt. Đặc sản nha mấy bạn. Đặc sản hả? Nay ra đặc sản nha. Cái đặc sản ăn luôn. Ừ. 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 Ừ
Đừng có làm bậy bạ không, không sao. Đừng nó nuối được à. Trời ơi. Điện con tham ai vậy? Cũng giờ cái điện không được. Ăn được không? Nói. Chú làm. Nước ngoài đâu điện. Chú làm. À, ba điện con... về ha. Mới về ngày nay rồi nó điện. Ủa cái xác mua đâu làm? Bắt ha. Cho. Ủa cái xác con bự không à. Làm này chúng lắm không? Ừ, giá. Ừ. Mắc qua là mười mấy ký cái nữa. Cái xác hả? Thì dẫn. Ừ, cái xác luôn. Có dánh bự không á? Bự á, dánh 6 phân mà. Bao nhiêu ký? Tinh thần có đem lên thành phố trên. Gỡ gái thành phố. Bán dạ nha. Mang sao mà cái mẹo. Trời, cái miệng kìa. Nó mang ra không ơi. Ừ, quá hay. Con ăn nhiều quá. Đúng rồi, canh canh ra. Mày quá ngon nha mấy bạn. Ừ. Cơm dính miệng kìa. Cứ nói mấy bạn ăn như con đi. Để mấy bạn mau lớn. Nói mấy bạn mời kiếm cá đó mình chung.